Quên. Rồi còn uống súng nữa, bịch uống súng chấm nữa. Uống súng. Đây, con gà nướng đây. Đây là con gà nướng nha. Mình có 2 con. Mà trời mưa mình sợ nướng không kịp, cho nên là mình nướng con lò điện, con lò than. Rồi bây giờ trời đang mưa xối xả. Rồi mọi người ăn cơm gà nướng nha. Bỏ miếng muối vô không?